bị nạn trong chiếc xe khách bị lật tại đèo Hải Vân. Sau hơn 3 tiếng đứt lìa khỏi cơ thể, cánh tay bị lạc của nữ sinh ở tỉnh Kiên Giang trong vụ tai nạn tại đèo Hải Vân đã được ghép nối lại. Ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng là kỳ tích của những bàn tay vàng ngành y. Nạn nhân là nữ sinh Ngô Thị Susan, 21 tuổi, bị cắt đứt lìa cánh tay rất nguy kịch. Susan được đưa vào viện sau vụ tai nạn nhưng phần cánh tay bị đứt không đi cùng với nạn nhân. Rất nhiều người được huy động để tìm kiếm quanh vạt cây rừng, tìm trong thân xe bị nạn nhưng không có. Tưởng như vô vọng, bất ngờ thiếu tá Hoàng Văn Dũng, chính trị viên phó đồn biên phòng Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế, tình cờ nhìn thấy cánh tay của nạn nhân vẫn còn đeo chiếc đồng hồ nằm ven quốc lộ 1A. Sau đó là đưa những người sống thì là phát hiện có một người bị đứt tay, cục mất một bàn tay và một cánh tay trái. Thì anh em bộ đội cùng các lực lượng phải tìm trong xe lục đủ khắp, tìm không ra. Sau đó tôi lên, tôi là người đưa người cùng với mọi người lên để đưa lên nào thì năm về đường một cánh tay. Các bác sĩ ở bệnh viện Đà Nẵng đã chạy đua đảm bảo thời gian vàng cho phẫu thuật và phục hồi của bệnh nhân. Dù là rất là nhiều trường hợp đã được nối rất liền tại bệnh viện Đà Nẵng từ nhiều chia sẻ, nhưng mà những trường hợp này thì chúng tôi quyết định nối, bởi vì thứ nhất là cái điều kiện của bệnh nhân cho phép và điều kiện của chia sẻ rất liền đã làm cho phép. Và thứ hai nữa là trong cái bối cảnh tai nạn như thế thì cái khả năng bệnh viện, sự nỗ lực bệnh viện có thể làm được cái đó, thì vừa giải quyết cho bệnh nhân mà vừa chúng ta giải quyết cái tinh thần cho bệnh nhân cho nó đỡ. Sau một ngày phẫu thuật, hiện các chi nối được nuôi dưỡng hồng ấm, các bước nối động mạch, tĩnh mạch và mạch máu của hệ thống thần kinh đã hoàn hảo. Như truyền hình báo Thanh Niên đã đưa tin, vụ xe khách chở 21 sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang rơi xuống vực vào ngày 8 tháng 1 năm 2019 đã khiến một người chết, một người bị đứt lìa cánh tay và rất nhiều người bị đa chấn thương.